thần tài ban lộc, ba con giáp nghèo cỡ nào cũng đổi đời giàu to, sống sướng như tiên, tiền nhiều như núi, cực giàu, cực sướng trong 2 tháng 8, tháng 9 âm lịch sắp tới đây. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý cô bác cùng quý anh chị thân mến, trong cuộc sống thì những cái khoảnh khắc, những vận may nó bất ngờ nó đến, mở ra những cái cơ hội vàng để chúng ta đổi đời. Và trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn bí mật về top 3 con giáp sẽ gặp được rất nhiều may mắn, tài lộc đủ đầy, nhờ được thần tài ban cho phước lành. Đó là những con giáp nào? Hãy cùng Tử Thông khám phá và tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý vị, có bao giờ các bạn tự hỏi liệu mình có nằm trong số những con giáp được trời ban cho cái phước lành để đổi đời giàu có hay không? Hay là các bạn có muốn biết làm thế nào để tận dụng tối đa được cái vận may trong thời gian tới? Vậy thì quý vị đừng bỏ lỡ bất kỳ cái giây phút nào của video trong ngày hôm nay. Vì những cái thông tin mà Tử Thông chia sẻ cùng quý vị cũng sẽ giúp quý vị nhận diện ra những cái cơ hội lớn và chuẩn bị tốt nhất để có thể đón nhận những cái điều tốt đẹp. Trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ giới thiệu chi tiết về vận trình của ba con giáp nhận được cái sự ưu ái đặc biệt của thần tài. Những con giáp này không chỉ gặp may trên con đường công việc mà còn có cơ hội lớn về tài chính, giúp họ dễ dàng đổi vận giàu to trong một thời gian cực ngắn. Từ những cái dấu hiệu may mắn, những lời khuyên hữu ích đến cái cách đối mặt với những cái thử thách khó khăn, tất tần tật cũng sẽ được bật mí trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những cái điều tuyệt vời nhất đang chờ đón các bạn nhé. Và quý vị cũng đừng quên bấm vào nút like, nút đăng ký kênh và comment vào cái phần bên dưới ô bình luận ấy, để Tử Thông cũng sẽ trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất những cái thắc mắc của quý vị. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên, đấy, xin được chúc mừng những người tuổi Mão. Trong 2 cái tháng 8 và tháng 9 âm lịch ấy, thì nói chung ấy, những người tuổi Mão, cái vận may nó cũng ập đến và có làm ăn thì tấn tài tấn lộc, về tiền tiêu thì phơi phới, giàu có hết phần của thiên hạ. Những người tuổi Mão là những người hiền lành lương thiện, sống lại giữ tình nghĩa, nên là những người tuổi Mão luôn được lòng thiên hạ. Đây cũng chính là cái nguyên do vì sao những người tuổi Mão lại được bề trên nuông chiều, quý nhân lại hết lòng hỗ trợ. Nhờ cái việc được thần tài ghé thăm mà cái vận trình của những người tuổi Mão sẽ đỏ chót trong cái tháng 8, tháng 9 âm lịch sắp tới đây. Vậy nên cái thời điểm hiện tại, dù có cơ cực mệt mỏi đến mấy đi chăng nữa thì những người tuổi Mão cũng đừng bỏ cuộc, hãy cứ hăng say làm việc và theo đuổi cái đam mê, sẽ có những cái cơ hội các bạn cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Lúc này thì tiền xài thả ga và trở thành đại gia bạc tỷ chỉ là chuyện nhỏ với những người tuổi Mão. Thành công cũng đang gõ cửa trong cái tháng 8, tháng 9 âm lịch. Hy vọng những người tuổi Mão sẽ luôn tin tưởng vào cái bước đi hiện tại của bản thân và giữ được cái nhiệt huyết trong lòng. Các bạn cũng nên nắm bắt lấy cái thời điểm chín mùi này để mà thể hiện cái năng lực của mình. Thêm nữa lại có rất nhiều cái cát tinh nó soi chiếu. Vậy nên cái vận trình của những người tuổi Mão cũng đang trên đà được vượng phát. Quý vị hãy chuẩn bị cái tinh thần cho những cái sự kiện quan trọng sắp tới các bạn nhé. Thưa quý vị, cái sự linh hoạt, cái sự nhạy bén kết hợp với cái ý chí bền vững sẽ giúp cho những người tuổi Mão nhanh chóng vượt qua những cái thử thách trước mắt. Và trong 2 tháng tới đây cũng sẽ là cái thời điểm cực kỳ thuận lợi cho những người làm ăn ở xa, hoặc là những người đi xuất ngoại, hoặc là những người làm cái công việc mang tính chất là lưu động xa nhà thường xuyên. Bề trên sẽ che chở và chỉ đường cho các bạn trong cái từng đường đi nước bước. Tài chính dù là nguồn thu chính hay nguồn thu phụ đều có dấu hiệu gia tăng và lấp đầy túi tiền của con giáp này. Cần cù bù thông minh, dù không phải là những người có trí óc xuất sắc, nhưng những người tuổi Mão đã biết tận dụng cái ưu điểm và cái sự khéo ăn khéo nói, nên là làm ăn rất được lộc. Đặc biệt là những người kinh doanh thì khách hàng đến với các bạn không thể là không chi tiền được. Vậy thì cái vận trình trong 2 tháng tới, tháng 8, tháng 9 âm lịch của những người tuổi Mão sẽ ra sao? Cát hung thế nào? Quý vị hãy cùng theo dõi chi tiết những phân tích của Tử Thông sau đây quý vị nhé. Thưa quý vị, nói chung trong 2 tháng tới, tháng 8, tháng 9 âm lịch ấy, cái vận trình của những người tuổi Mão về công việc thì nó tăng lên là cái điều khó tránh khỏi. Đòi hỏi những người tuổi Mão phải luôn nỗ lực và không ngừng kiên nhẫn học hỏi, mở rộng kiến thức, tích lũy cái kinh nghiệm. Có như vậy thì thành công mới nhanh đến với những người tuổi Mão và họ sẽ có cơ hội để thể hiện cái năng lực của bản thân. Quý vị cũng cần có thêm cái sự linh hoạt và cái sự xông xáo trong công việc. Nhưng mà gì, tốc độ cũng không nên quá gấp gáp, mà các bạn có thể làm một cách là chậm mà chắc, làm đến đâu hoàn thiện chắc đến đó. Quý vị hãy cứ kiên trì theo đuổi cái mục tiêu, đừng có bỏ cuộc giữa chừng. Chắc chắn các bạn cũng sẽ gặt hái được những trái ngọt xứng đáng. Không những vậy, tinh thần làm việc
ngày càng hăng say, đầu óc cũng mở mang, mang tới nhiều cái ý tưởng sáng tạo. Các bạn có thể đạt được những cái thành tích bất ngờ, hạn chế được cái tình trạng đùng đỉnh. Nói chung ấy, làm mỗi thứ một tí rồi bỏ cuộc giữa trường ấy, cuối cùng gì, việc gì cũng dở dang và kết quả cũng chưa đâu vào đâu cả. Thành công nó không đến một cách là dễ dàng, mà phải trải qua cả một cái quá trình phấn đấu lâu dài. Các bạn nên làm việc bằng hết cái trách nhiệm và cái sự quyết tâm của mình. Thưa quý vị, những người tuổi Mão cũng cần phải lưu ý, trong thời gian này cũng có những cái dấu hiệu tích cực mới nó xuất hiện đấy, ở cái dạng tiềm năng. Cần có thời gian và cái sự nỗ lực của bản thân mới có thể biến cơ hội thành cái hiện thực về tài lộc đó. Nói chung trong thời gian này, may mắn là tháng 8, tháng 9 âm lịch, về vận trình của những người tuổi Mão ấy, cái vận trình tài lộc thì được nguyệt lệnh nó ủng hộ, và nó đòi hỏi các bạn phải có kế hoạch rõ ràng để mà có thể phát triển lâu dài và ổn định. Trong thời gian này, lời khuyên dành cho những người tuổi Mão là không nên ăn xổi. Những người làm kinh doanh buôn bán cũng gặp may mắn nhất định, đầu tư thì có khoản ra khoản vào, có dư tiền để tiết kiệm và xoay vòng vốn kinh doanh. Đặc biệt cái nỗ lực và cái sự chăm chỉ của những người tuổi Mão tới đâu thì cũng sẽ mang đến cái lợi nhuận tới đó. Vậy nên quý vị không nên há miệng mà chờ sung, bởi sẽ không có tiền từ trên trời rơi xuống đâu. Những người tuổi Mão càng xông xáo và càng chịu khó tìm hiểu cái thị trường thì lại càng có lợi. Ở cái giai đoạn này, cái nguồn thu nhập chính vẫn là dựa vào cái công việc chính của mình. Tuy nhiên, cùng với cái công việc hanh thông, cái thu nhập của những người tuổi Mão cũng sẽ hứa hẹn được khởi sắc, các khoản tiền tích lũy cũng nhiều hơn. Nói chung ấy, trong 2 tháng tới, quý vị cũng được may mắn trong cái vận trình nhân duyên, được đào hoa dẫn đường chỉ lối. Dù là những người có đôi có cặp hay là những người độc thân ấy, thì cũng đều có được những cái trải nghiệm thú vị trong chuyện tình cảm của mình. Các bạn vẫn có nguy cơ mất tiền, nhưng nếu không kiểm soát được cái thói quen mua sắm hoặc là tiêu xài của mình, quý vị nhé. Trong thời gian này, những người tuổi Mão cũng nên thực hiện nghiêm túc các kế hoạch tiết kiệm mà quý vị đã đề ra. Dù ở thời điểm nào, đời sống tình cảm của các bạn nói chung là cũng gì khá là suôn sẻ. Ngọn lửa tình yêu cũng đã được thắp sáng lại sau những cái lần xa cách hoặc là sau những hiểu lầm, những trách móc trước đó. Rất có thể trong thời gian sắp tới, con giáp này và người ấy có thể tiến gần lại và gì đưa ra những quyết định quan trọng. Sẽ có đôi lúc đôi bên này sinh ra những mâu thuẫn, những cái cãi vã, nhưng mỗi lần như thế cả hai lại thêm hiểu nhau và cảm thông cho nhau nhiều hơn. Tình cảm cũng vì thế mà ngày càng được thêm gắn kết. Cái vận trình sức khỏe của những người tuổi Mão trong 2 tháng 8 và tháng 9 âm lịch ấy, nói chung ấy, cũng có nhiều cái chuyển biến tích cực. Không phát sinh cái vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng quý vị cũng đừng vì thế mà lơ là cái việc chăm sóc sức khỏe của mình nhé. Trong thời gian này, gia chủ cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho cái việc rèn luyện sức khỏe thể chất và cái thể trạng đấy, để cho các bạn luôn được sung sức. Tốt nhất là nên sắp xếp thời gian tiến hành kiểm tra sức khỏe thường xuyên, vừa nắm được cái tình hình sức khỏe lại vừa có thể phần nào an tâm. Với những người đang gặp vấn đề về sức khỏe, khả năng phục hồi bệnh của quý vị trong thời gian này cũng khá là nhanh đó. Vì vậy, nói chung ấy, trong thời gian này để gia tăng thêm cái sự may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9019 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão quý vị nhé. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, những người tuổi Thìn là con giáp may mắn tiếp theo sẽ vượt qua cái hạn tam tai và tránh được cái hạn thái tuế, có những cái bứt phá đổi đời giàu có trong cái tháng 8, tháng 9 âm lịch tới đây. Quý vị thân mến, chúng ta biết vào cái năm 2024 ấy, thì những người tuổi Thìn cũng sẽ phải đối đầu với khá nhiều cái thách thức. Tuy nhiên, đây cũng là một năm có nhiều cái cơ hội nở rộ đối với những người tuổi Thìn, mở ra một cái thời kỳ vượng phát, ấm no, hạnh phúc. Cái sự khôn ngoan và cái sự kiên quyết của những người tuổi Thìn chính là cái chìa khóa dẫn đến cái thành công. Trong kinh doanh buôn bán cũng sẽ mang về những cái nguồn lợi nhuận khổng lồ. Những người cầm tinh tuổi Rồng ấy thì là những người có tài phân tích tình huống và cái khả năng đương đầu với cái thử thách. Nên sẽ luôn tìm ra những các phương án phù hợp để giải quyết các vấn đề. Hơn hết, chính nhờ cái sự khôn ngoan và cái sự nỗ lực hết sức
đã giúp cho những người tuổi Thìn dễ dàng nhận được cái sự tin tưởng của mọi người và được quý nhân chiếu cố. Tháng 8, tháng 9 âm lịch chính là cái lúc mà những người tuổi Thìn ngập tràn cái năng lượng để nhận về cái may mắn đấy. Nói chung ấy, may mắn nó cũng đổ xô về, những cái thành tựu vượt trội thì nó sẽ khiến cho tài lộc của các bạn chất đầy nhà. Với những người làm công ăn lương sẽ luôn hoàn thành đúng cái kế hoạch và nhận được cái sự hỗ trợ, vì vậy mà tiền lương tiền thưởng không thiếu. Còn với những cái người mà kinh doanh buôn bán sẽ làm ăn phát đạt hơn. Đấy, những người tuổi Thìn đã có những cái khởi đầu rất là tốt đẹp ngay từ những cái thời điểm đầu tháng. Khi mà quý vị luôn giữ được cái tâm trạng thoải mái và đầy hứng khởi trong công việc, chính cái lúc đó may mắn sẽ đến gõ cửa. Cuộc sống của những người tuổi Thìn vẫn sẽ có một số cái thử thách trong công việc, nhưng mà đương số có thể linh hoạt và có thể giải quyết một cách dễ dàng hơn. Bản thân những người tuổi Thìn là những con giáp thông minh, lanh lợi, vui tính nên là rất được lòng khách hàng và cấp trên. Đối tác cũng sẽ dễ dàng dành cho bạn những cái cơ hội, những cái hợp đồng lớn và những cái đơn hàng lớn trong thời gian này. Vì vậy mà trong 2 tháng tới, tháng 8, tháng 9 âm lịch, quý vị có thể yên tâm rằng cái sự nghiệp của mình cũng đang trên đà tiến triển cực kỳ tốt. Kéo theo đó là cái nguồn tài chính, đường tài lộc cũng khá khẩm hơn rất nhiều. Và trong 2 tháng tới đây thì những người tuổi Thìn có thể được thêm tiền, thêm của, thêm hoa hồng và cũng sẽ được thưởng nóng hoặc là được tăng lương, tăng thưởng, thăng chức. Nhờ vào cái năng lực của bản thân, đặc biệt là những cái khi mà bước vào những ngày đầu tháng ấy, thì con giáp này nên nhất tâm làm việc thiện để tăng thêm cái vận may và xua đuổi đi cái xui xẻo cho bản thân. Sống càng có tâm thì các bạn lại càng có được cái thứ mà mình mong muốn. Vậy thì chi tiết về vận trình công danh sự nghiệp tài lộc của những người tuổi Thìn sẽ ra sao? Quý vị hãy cùng Tử Thông phân tích chi tiết quý vị nhé, để nắm rõ được cái tình hình. Thưa quý vị, nói chung là công việc của những người tuổi Thìn trong 2 tháng 8 tháng 9 âm lịch nó tiến triển khá là tốt. Chủ yếu là do có được cục diện là Thìn và Dậu là nhu lục hợp, đúng không ạ? Vậy nên trong thời gian này, cái cục diện lục hợp nó phù trợ, nó cũng sẽ mang lại cái tính cách cởi mở thân thiện, giúp cho những người tuổi Thìn sẽ trở nên giỏi xã giao, xây dựng được nhiều cái mối quan hệ hài hòa hơn. Những người xung quanh cũng sẵn sàng giúp đỡ nếu như mà các bạn gặp phải những khó khăn. Chính vì vậy mà các bạn luôn giữ được cái tâm thế lạc quan, tích cực, không sợ hãi khi mà phải đối diện với những cái khó khăn, những cái thử thách. Con đường tài lộc của những người tuổi Thìn cũng có rất nhiều cái điểm sáng nhờ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Các bạn vốn là những người chăm chỉ và làm việc có kế hoạch và sống có tiết kiệm, nên là những khoản tiền dư giả có thể là do công sức của các bạn lao động dành dụm suốt mấy năm nay. Đáng mừng hơn là các bạn cũng bắt đầu xây dựng được những cái mục tiêu phát triển thích hợp cho mình. Tuy nhiên, trong thời gian này, nguyệt lệnh nó không ủng hộ, vậy nên lời khuyên dành cho các bạn là không nên quá buông thả bản thân, hoặc là để mặc cho những cái mộng tưởng của mình nó bay bổng, xa rời thực tế, hoặc là ham vui dành quá nhiều thời gian cho những sở thích. Quý vị hãy sắp xếp thời gian sao cho hợp lý, để các bạn vừa có thể thư giãn lại vừa có thể đảm nhiệm cái trách nhiệm và nhiệm vụ của mình. Trong thời gian này, những người đầu tư kinh doanh có thể sẽ tìm được những cái mối khách hàng, những cái đối tác đáng tin cậy. Các bạn có những cái mối đầu tư đem lại cái lợi nhuận lớn. Cốt là các bạn luôn cẩn thận trong bất kỳ cái quyết định nào và không chịu lùi bước trước những khó khăn là được. Những người đã cao tuổi trong thời gian này cũng cần phải lưu ý giữ gìn sức khỏe. Quý vị không nên lao động quá sức khiến cho cơ thể bị mệt nhọc nhé. Trong khi đó, những người còn trẻ cần phải chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe, không nên ngồi một chỗ quá lâu. Trong thời gian này, các bạn cũng sẽ chi tiêu một khoản tiền nhất định cho các hoạt động xã giao hoặc là xây dựng những mối quan hệ. Tuy nhiên, đây là một cái khoản tiền hữu ích có thể giúp cho các bạn gặp gỡ được quý nhân của mình trong tương lai. Về cơ bản, thì tình hình sức khỏe của những người tuổi Thìn trong thời gian này cũng không gặp vấn đề gì đáng lo ngại. Vào cái thời điểm này, quý vị hãy bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt quý vị nhé. Thưa quý vị, về mặt tình duyên trong thời gian này thì với những người tuổi Thìn mà đã có đôi có cặp hoặc là những người đã lập gia đình ấy, thì quý vị cũng nên chủ động giữ khoảng cách với những người khác giới. Thưa quý vị, đặc biệt trong thời gian này, những người tuổi Thìn đã có gia đình thì cũng không nên tham gia quá nhiều cái buổi tiệc tùng gặp gỡ. Quý vị cần phải xác định được cái vị trí, cái vai trò của mình trong gia đình và trong lòng của những người thân. Trong thời gian này, nói chung ấy, gặp một số cái hung tinh, đâm ra ấy, nó cũng sẽ gây ra một vài cái khó khăn trắc trở cho những người tuổi Thìn. Vì vậy, quý vị hãy trò chuyện
tâm sự và chia sẻ nhiều hơn với những người thân của mình. Không nên để những cái mâu thuẫn nó cứ lớn dần trong lòng của hai người. Chỉ cần đôi bên giữ bình tĩnh, thật sự và muốn hòa hợp với nhau thì không có cái rắc rối nào là không thể giải quyết được. Bên cạnh đó, con giáp này cũng tự tin thể hiện cái quan điểm của bản thân. Chính vì vậy mà các bạn trở thành một người rất là thu hút. Nếu trong lòng mà chưa có ai thì các bạn có thể tham gia vào các buổi giao lưu kết bạn, vừa tìm được những cái cơ hội làm ăn lớn, lại vừa có thể là tìm được những người bạn đời của mình trong đó, những người tuổi Thìn nhé. Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận may cho mình, những người tuổi Thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị trong 2 tháng tới, tháng 8, tháng 9, đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, nói chung trong 2 tháng 8, tháng 9 âm lịch thì những người tuổi Tỵ là con giáp được đắc lộc trời và có cơ hội được đổi vận, giàu sang, tiền tỷ cầm tay, may mắn hết phần của thiên hạ. Thưa quý vị, những người tuổi Tỵ là kiểu người có tài quan sát rất là tốt, cùng với cái tính cách nhẫn nại. Khi mà có các tình huống bất ngờ xảy ra, họ đều có thể điềm tĩnh giải quyết mọi chuyện một cách êm xuôi. Chính vì vậy mà những vấn đề nan giải trong cái thời gian này cũng sẽ được những người tuổi Tỵ tháo gỡ một cách dễ dàng. Những người tuổi Tỵ thì luôn đưa ra được các quyết định sáng suốt, đúng đắn và nhanh chóng trong những cái thời điểm quan trọng. Nên là mọi việc đều sẽ được thuận buồm xuôi gió. Đúng 2 tháng tới, tháng 8, tháng 9 âm lịch chính là cái khoảng thời gian tỏa sáng về phương diện sự nghiệp cho những người tuổi Tỵ. Với những người tuổi Tỵ làm công ăn lương, các bạn sẽ tìm ra được những cái điểm mấu chốt và hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Với những người tuổi Tỵ kinh doanh buôn bán sẽ được cái vận tài lộc nó chiếu cố, khách hàng cứ ùa vào tới tấp, bán thì không kịp trở tay. Thưa quý vị, là một trong những con giáp may mắn trong 2 tháng tới nên là những người tuổi Tỵ cũng có thể đạt được những thành tích đáng mừng trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh luôn chăm chỉ, nghiêm túc vào những cái nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy mà những người tuổi Tỵ hoàn thành vừa nhanh chóng lại vừa đạt kết quả cao. Với những người làm lãnh đạo thì bản mệnh sẽ thể hiện được cái tầm nhìn xa trông rộng và cái sự quyết đoán của mình, nên là gì, nhận được cái sự tin tưởng và khâm phục của nhân viên cấp dưới. Thưa quý vị, những người tuổi Tỵ có thể đưa tập thể phát triển một cách nhanh chóng. Đường tình duyên thì cũng báo về nhiều cái tin vui. Gia chủ những người tuổi Tỵ nói chung thì ăn nói khéo léo, lại có tài ngoại giao nên đi đâu cũng được người khác để mắt chú ý. Những người độc thân trong thời gian này cũng có những cái cơ hội thoát ế. Còn nếu như mà đã lập gia đình ấy, những người tuổi Tỵ cũng sẽ vun đắp cái tình cảm gia đình và nửa kia cũng sẽ được thuận hòa và hạnh phúc. Hoặc là mỗi ngày trôi qua thì những người tuổi Tỵ đều cảm thấy là hạnh phúc vì có những người thân yêu ở bên cạnh. Vậy thì chi tiết về cái vận trình công danh sự nghiệp tài lộc của những người tuổi Tỵ sẽ ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu quý vị nhé. Thưa quý vị, nói chung trong cái tháng 8, tháng 9 âm lịch tới đây, công việc của những người tuổi Tỵ ngày một tốt lên, đòi hỏi quý vị cần phải tập trung cao độ. Nếu không khó tránh khỏi những cái mệt mỏi hoặc là gì đôi khi nản chí. Quý vị hãy nhìn vào những cái thứ mà mình đã làm được để có thêm cái động lực. Nên dù là có tiểu nhân quấy nhiễu thì các bạn cũng không quan tâm quá nhiều. Nếu có căng thẳng một chút thì mọi thứ cũng sẽ trôi qua nhanh chóng mà thôi. Quan trọng vẫn là cái cách các bạn đối diện với cái vấn đề mà thôi. Nhưng mà nếu mà nhìn lại, các bạn sẽ thấy cái công việc đã có những cái bước phát triển rõ rệt. Nhiều hạng mục công việc cũng đang có được những cái thành tích nhất định. Tài lộc của bản mệnh lúc này cũng rất là khá. Nhưng mà xem ra quý vị vẫn để chúng thâm hụt. Đó. Nói chung ấy, quý vị cần phải cân bằng và quản lý tài chính một cách hợp lý. Hãy chia ra các khoản nhỏ cho những cái việc cần chi. Tốt hơn hết lúc này là quý vị nên lập kế hoạch chi tiêu và không để cho cái tiền bạc nó bị hao hụt nhé. Nó vừa tránh cái trường hợp lãng phí, lại vừa giúp cho quý vị có những khoản tiền tiết kiệm cho cái mục tiêu lớn lao trong tương lai. Quý vị nên nhớ rằng cái việc kiếm được bao nhiêu không quan trọng bằng cái việc các bạn giữ được bao nhiêu tiền. Cái vận trình tình duyên của những người tuổi Tỵ trong thời gian này cũng không có gì phải lo lắng cả. Khi mà các bạn đã biết cân đối thời gian hợp lý, cố gắng tích lũy dần dần và đảm bảo cho cái tương lai của mình. Tuy nhiên, quý vị đừng vì quen thuộc mà lại quá lơ là, lâu lâu hãy nghĩ cách làm mới cái tình cảm của mình nhé, để duy trì cái tình cảm nó được bền lâu.
Nói chung cái việc là mới tình cảm cũng rất quan trọng để mà duy trì cái mối quan hệ lâu dài. Những người tuổi Tỵ cũng không nên bỏ qua những cái cách trở trên quý vị nhé. Nếu mà tình trạng sức khỏe của quý vị trong thời gian này không được đảm bảo thì quý vị cũng nên là gì đi thăm khám bác sĩ để tìm ra cái phương án điều trị hợp lý quý vị nhé. Đó là cái may mắn của những người tuổi Tỵ. Và để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những gia chủ tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi Tỵ quý vị nhé. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 2 tháng tới, tháng 8, tháng 9 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.